Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Kính thưa lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Kính thưa các đồng chí và các vị khách quý có mặt hôm nay. Trong lễ khởi động xây dựng phát triển thành phố mới Bình Dương hôm nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác định và quyết tâm chính trị phải tập trung đầu tư một số công trình trọng điểm nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 9 và tạo môi trường điều kiện thông thoáng để phát triển thu hút đầu tư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa tỉnh nhà. Cơ cấu và ý nghĩa của các công trình trọng điểm trong năm 2014. Về giao thông, đường Phạm Ngọc Thạch là công trình tạo điểm nhấn về kiến trúc khi đi vào thành phố mới, là tuyến đường nối liền trung tâm thành phố mới Bình Dương với thành phố Thủ Dầu Một và mở rộng đối ngoại với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực. Tuyến đường có chiều dài 6,53 km, quy mô 8 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.917 tỷ, thời gian khởi công và hoàn thành trong năm 2014. Đường Mỹ Phước Tân Dạ là công trình kết nối vùng phát triển công nghiệp đô thị phía Nam với phía Bắc của tỉnh, đồng thời là một phần của dự án đường vành đai 3 của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần làm giảm áp lực cho các tuyến đường giao thông như DT743. Đây là tuyến đường đầu tư xây dựng nhằm chủ động kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và quốc gia như cảng Thị Vải, sân bay Long Thành. Tuyến đường có chiều dài 26,7 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.794 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2014. Hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng đường 7A thị xã Bến Cát dưới chiều dài 8,85 km, bề rộng mặt đường 32,5 m, dưới tổng vốn đầu tư 828 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông quan trọng nối liền các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 13, DT748, DT744, thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp An Tây, Rạch Bắc với các khu công nghiệp Mỹ Phước và các vùng lân cận. Về thương mại dịch vụ, một, triển khai hệ thống xe buýt nhanh do công ty Becomet Tokyo làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Đây là dự án kết nối thành phố mới Bình Dương với các trung tâm đô thị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và vùng rác giáp ranh như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, dự án xe buýt nhanh cũng nhằm cải thiện và nâng nhận thức của người dân trong việc tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng với các tiện ích hiện đại. Hoàn thành dự án trung tâm thương mại Eden với tổng diện tích 62.000 m² và tổng vốn đầu tư 95 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn cùng với các dự án trung tâm thương mại đã hình thành sẽ tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ thương mại cao cấp hiện đại, góp phần tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Khởi công xây dựng dự án cụm cảng và trung tâm logistics Tân Dạng giai đoạn 1 gắn với chi cục hải quan cửa khẩu đã hình thành, diện tích 37,52 hecta, dưới vốn đầu tư 550 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics kết nối với các trung tâm phân phối hàng hóa như cảng quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Cái Mép, Thị Vải. Hoàn thành khu kho cảng An Sơn, thị xã Tân An, cảng Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên với diện tích 68 hecta, tổng mức vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Đây là hai dự án kho bãi lưu giữ bốc xếp hàng hóa, hoạt động hỗ trợ trực tiếp
cho vận tải đường thủy, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ đại lý vận tải đường sông, đường biển và sửa chữa container. Hoàn thành khu phức hợp thương mại căn hộ cao cấp Sora Garden và các dự án khu nhà ở thương mại căn hộ cao tầng tiện ích hiện đại dưới tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Các dự án này sẽ góp phần phát triển thị trường nhà ở căn hộ cao cấp gắn liền với phát triển thương mại dịch vụ, tạo ra một không gian sống dưới nhiều tiện ích hiện đại. Công trình được thiết kế hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Về văn hóa xã hội, sẽ khởi công xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh với quy mô 1.500 giường, tổng vốn đầu tư 2.318 tỷ đồng. Dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh khẳng định đây là một nhà thương mà đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương có trách nhiệm chăm lo cho người dân trên địa bàn tỉnh.